Ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất là vui khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình bể trên ban phúc, đốn cát xu hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý bác anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi, vô cùng cảm ơn quý bác anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý bác anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, trời cho lộc lớn. Từ sau Tết Thanh Minh, người tuổi Canh Tý sinh năm 1960, gặp thời đổi vận, buôn bán lãi cực đậm, giàu sang phú quý bám thân, khổ mấy cũng đổi đời đại gia. Quý cô bác anh chị kính mến, kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho quý cô bác anh chị đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Và trước khi đi vào nội dung chính, thì Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý cô bác, anh chị Canh Tý 1960 đã luôn đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt chặng đường vừa qua. Mọi sự ủng hộ và đón xem của quý cô bác anh chị sẽ góp phần lớn lao đến đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi, công đức vô lượng này. Xin được hồi hướng đến toàn thể quý cô bác anh chị đã đăng ký theo dõi kênh, xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận bên dưới video. Và kênh Minh Đường Tử Vi sẽ liên tục cập nhật và cô đọng, chất lọc những nội dung tinh túy nhất, chính xác nhất về vận trình của quý bản mệnh, về tử vi 12 con giáp cùng các nội dung đặc biệt hấp dẫn khác, để mang đến cho quý cô bác, anh chị những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Trong quá trình truyền đạt thông tin, thì đội ngũ biên tập kênh không thể tránh khỏi những thiếu sót, và nếu có chỗ nào không phải, thì mong quý cô bác anh chị Canh Tý 1960 thông cảm, hoan hỷ và đồng hành, cũng như góp ý kiến để Minh Đường Tử Vi cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, để giúp ích cho đời và cộng đồng tử vi việc ngày một phát triển. Nếu quý cô bác anh chị mong muốn biết thêm chi tiết về mình, thì hãy để lại thông tin cụ thể bên dưới phần bình luận. Đội ngũ biên tập kênh sẽ gửi đến quý cô bác anh chị Canh Tý 1960 thông tin cụ thể, đầy đủ nhất. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người cô bác anh chị Canh Tý 1960 nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Và ngay sau đây, không để cô bác anh chị Canh Tý 1960 phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Hồng phúc trời cho, từ sau Tết Thanh Minh trở đi, người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 gặp thời, buôn bán lãi cực đậm, giàu sang phú quý bám thân, khổ mấy cũng đổi đời đại gia. Kính thưa quý cô bác anh chị, ở độ tuổi Canh Tý, chúng ta thấy một sự gần gũi, họ rất chăm chỉ và cần kiệm, do đó họ sẽ được rất nhiều người xung quanh quý mến, vẻ ngoài trầm lắng, kiệm lời và có phần nghiêm túc, nhưng trên thực tế bên trong họ lại là người vô cùng sôi nổi, vui vẻ, đôi lúc dễ bị kích động. Rất may khả năng tự kiềm chế bản thân của họ rất tốt. Họ là con giáp rất thông minh, nhanh nhẹn và đầy sáng tạo, nên họ luôn thổi một luồng gió mới cho công việc cũng như cuộc sống của chính mình. Tính cách thân thiện, gần gũi, nên họ rất dễ kết bạn và tạo được các mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Chính vì vậy mà bạn không thể phủ nhận rằng người ngoài luôn cảm nhận được sự hấp dẫn lạ kỳ của tuổi Canh Tý. Theo đánh giá chung đều có khả năng lãnh đạo, đây cũng sẽ là bản tính vốn có trong con người họ. Khả năng lãnh đạo khi kết hợp cùng trí thông minh, sự lanh lợi và không ngừng suy nghĩ, tìm tòi giúp họ trở thành người có sức sống mãnh liệt, linh hoạt trong cuộc sống, và họ luôn tìm ra phương hướng mới cho mọi vấn đề để tận dụng hiệu quả những khả năng của tuổi Canh Tý. Tuổi này bạn nên làm ở một môi trường mở, thoải mái, linh hoạt. Một điều cực kỳ tuyệt vời đó là sự thích nghi với môi trường của họ rất tốt. Họ không chỉ có óc sáng tạo, mà khả năng ứng biến nhanh và họ luôn sẵn sàng vượt mọi khó khăn, cho nên cho dù họ làm bất kỳ công việc gì cũng sẽ thu về thành quả nhất định. Đặc biệt là họ được đánh giá khá tốt trong lĩnh vực tài chính hoặc thể thao, trong công việc làm ăn. Buôn bán thì họ có tầm nhìn xa,
cho nên họ rất dễ thành công. Có một lưu ý mà tuổi này cần quan tâm đến là cho dù tính cách cẩn thận, nhưng vì gần gũi và dễ kết giao các mối quan hệ mới, cho nên đôi khi họ có thể bị kẻ xấu lợi dụng lòng tốt mà lừa mất của cải vật chất, tài sản tiêu hao. Tử vi học có nói, từ sau Thanh Minh là một tháng khá bình yên với tuổi Canh Tý, mặc dù sự nghiệp và cuộc sống thuận lợi là đó, nhưng không có bước đột phá. Thời gian này, quý mệnh chủ hãy chuẩn bị tinh thần tốt nhé, vì đây là thời khắc hoàng kim đối với vận mệnh của bạn đó. Từ giai đoạn này trở đi, không những là được thần tài chiếu cố mà quý nhân vây quanh phù trợ, bất kể bạn làm việc gì thì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp vững chắc, kéo theo tài phận dồi dào. Nhìn chung, cuộc sống từ sau Thanh Minh nếu như không thành đại gia thì cũng giàu có, viên mãn. Và sau đây là phần luận giải chi tiết về các phương diện trong cuộc sống của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong từ sau Thanh Minh 2024, chi tiết cụ thể như sau. Tử vi tuổi Canh Tý 1960 từ sau Thanh Minh năm 2024 Giáp Thìn cho thấy, tổng quan từ sau Thanh Minh của người tuổi Canh Tý 1960 có cả hung và cát, nhưng may mắn vẫn chiếm phần nhiều. Chỉ cần bạn chịu chăm chỉ và tập trung làm việc thì ắt sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Về phương diện sự nghiệp, do có tam hợp giúp đỡ nên mọi kế hoạch đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bạn. Quan hệ xã giao hài hòa giúp quý bản mệnh luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn, thậm chí trong thời gian này, quý bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Điều quan trọng là quý bản mệnh cần phải tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên làm việc theo cảm hứng nhất thời, do chịu ảnh hưởng của mộc dục. Tóm lại, tử vi tuổi Canh Tý 1960 từ sau Thanh Minh năm 2024 có cả hung và cát, nhưng may mắn vẫn chiếm phần nhiều. Sự nghiệp tiến triển đều đặn nhờ có tam hợp giúp đỡ. Quý bản mệnh được mọi người xung quanh giúp đỡ nếu gặp khó khăn, thậm chí còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Tuy nhiên, cần tập trung vào nhiệm vụ, tránh làm việc theo cảm hứng nhất thời. Về phương diện tài lộc vẫn chảy về túi của bạn khá đều đặn. Đây là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng các mối hợp tác làm ăn của mình. Chắc hẳn quý bản mệnh sẽ tìm ra được những đối tác hoặc khách hàng triển vọng, đem lại nguồn tiền dư giả cho hiện tại và cho cả tương lai. Theo tử vi từ sau Thanh Minh tuổi Canh Tý 1960, việc ký kết hợp đồng cũng có thể xem xét tiến hành vào khoảng thời gian này. Cốt là bạn chú ý tỉ mỉ kiểm tra các điều khoản, không để xảy ra sai sót do sơ ý. Tóm lại, từ sau Thanh Minh năm 2024, người tuổi Canh Tý 1960 âm lịch sẽ có tài lộc khá ổn định và lúc đó nên mở rộng các mối hợp tác làm ăn để tìm kiếm đối tác khách hàng triển vọng, mang lại nguồn tiền dư giả. Đây cũng là thời điểm thích hợp để ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý kiểm tra kỹ các điều khoản để tránh sai sót. Đáng tiếc là chuyện tình cảm chưa có những dấu hiệu quá tích cực. Tuy dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, người độc thân đã biết quan tâm hơn đến ngoại hình của mình và được nhiều người quan tâm hơn. Song quý bản mệnh chớ nên quyết định đến với ai một cách quá vội vàng khi chưa thực sự hiểu rõ về đối phương. Tóm lại, chuyện tình cảm của tuổi Quý Sửu trong tháng 5 âm lịch chưa có nhiều tiến triển. Người độc thân nên chú ý chăm chút ngoại hình để thu hút sự chú ý của người khác giới. Tuy nhiên, không nên vội vàng quyết định đến với ai đó khi chưa hiểu rõ về họ. Về phương diện sự nghiệp, người tuổi Canh Tý 1960 có thể sẵn sàng tinh thần đón chờ những điều tốt đẹp sẽ đến với sự nghiệp của mình từ sau Thanh Minh. Tất nhiên, để mọi việc có thể tiến triển suôn sẻ, thì sự cố gắng nỗ lực của chính mình là không thể thiếu dưới tác động tích cực của cục diện tam hợp. Người tuổi Canh Tý 1960 dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, mọi người xung quanh đều sẵn sàng giúp đỡ bạn và chỉ cho quý bản mệnh một hướng đi, giúp cho quý bản mệnh khắc phục những khó khăn còn tồn tại trước đó. Thời điểm này, quý bản mệnh nên cởi mở với mọi người xung quanh, rất có thể quý bản mệnh sẽ làm quen được với quý nhân. Đối phương sẽ thường xuyên đưa ra cho quý bản mệnh những lời khuyên hữu ích, có thể áp dụng vào công việc hoặc các kế hoạch tương lai. Người đi theo con đường học tập thi cử cũng thường đạt được kết quả tốt trong thời điểm này. Bạn tập trung cố gắng lại thêm đầu óc minh mẫn khiến không khó khăn nào có thể cản bước bạn, có thể gặt hái được thành tích mà mình đã đặt ra. Tuy nhiên, mộc dục lại cho thấy một số người rơi vào cảnh cả thèm chống chán, việc gì cũng muốn làm nhưng lại dễ bỏ dở giữa chừng. Quý bản mệnh nên hiểu rằng nếu cứ tiếp tục thế này, quý bản mệnh làm việc gì cũng sẽ dở dang, không đạt thành tích tốt, lại thường xuyên gây phiền phức cho mọi người xung quanh. Nếu không xác định được định hướng cho mình, bạn cũng có thể hỏi ý kiến của những người dày dặn kinh nghiệm. Tóm lại, từ sau Thanh Minh, người tuổi Canh Tý 1960 sẽ có nhiều khởi sắc trong sự nghiệp nếu biết cố gắng, nỗ lực. Nhờ cục diện tam hợp,
tuổi Canh Tý xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, được mọi người xung quanh giúp đỡ. Đây cũng là thời điểm tốt cho những ai đang đi học, thi cử. Tuy nhiên, một số người tuổi Canh Tý lại rơi vào cảnh cả thèm chóng chán, dễ bỏ cuộc giữa chừng. Để tránh tình trạng này, tuổi Canh Tý nên xác định rõ mục tiêu và tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm nhé. Về phương diện tài vận, xem tử vi từ sau thanh minh năm 2024, tuổi Canh Tý 1960 âm lịch, phương diện tài lộc của quý bản mệnh có những bước tiến triển khá khả quan trong thời điểm này. Với đầu óc nhanh nhạy và cách nhìn nhận vấn đề chính xác, bạn thường lập ra được những kế hoạch khả thi, có thể lập tức bắt tay vào thực hiện. Dưới tác động của tam hợp các mối quan hệ của quý bản mệnh với khách hàng, đối tác tiến triển tốt, bạn nhận được các đơn hàng hoặc các hợp đồng một cách thường xuyên và đều đặn. Nhờ vậy mà túi tiền của bạn lúc nào cũng ở trạng thái rủng rỉnh, không phải lo đến chuyện chi tiêu. Với người làm công ăn lương, nguồn tiền của quý bản mệnh có thể đến từ các khoản tiền lương tiền thưởng nóng do đạt được thành tích cao trong công việc. Đây chính là động lực giúp quý bản mệnh có thể tập trung và cố gắng hơn nữa trong tương lai. Từ sau thanh minh này, quý bản mệnh có thể tiêu một khoản tiền vào các vấn đề liên quan đến ăn mặc, trưng diện, đặc biệt là với nữ giới. Bạn dần biết quan tâm hơn đến ngoại hình của mình và có xu hướng mua sắm khá thoải mái, nhưng cũng nhờ vậy mà bạn xây dựng thêm được các mối quan hệ tốt đẹp trong cả công việc và tình duyên. Tóm lại, từ sau thanh minh năm 2024, tuổi Canh Tý 1960 có nhiều tiến triển khả quan về tài lộc, nhờ đầu óc nhanh nhạy và cách nhìn nhận vấn đề chính xác, bạn lập được kế hoạch khả thi và bắt tay vào thực hiện ngay. Các mối quan hệ với khách hàng đối tác tiến triển tốt, mang lại nhiều đơn hàng và hợp đồng đều đặn. Người làm công ăn lương có thể nhận được tiền lương, tiền thưởng nóng do đạt thành tích cao. Bạn có thể chi tiêu thoải mái hơn cho việc ăn mặc, trưng diện, xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong công việc và tình duyên. Tuy mọi việc tiến triển có vẻ khá thuận lợi, song do ngũ quỷ hung tinh có xuất hiện, cho nên bạn vẫn cần phải cẩn thận khi đứng trước các kế hoạch đầu tư, kinh doanh. Có thể đối phương sẽ lợi dụng lúc bạn lơ là để tìm cách hãm hại, đánh lừa bạn, khiến quý bản mệnh lâm vào rắc rối. Về phương diện tình cảm, chuyện tình duyên của người tuổi Canh Tý 1960 có hung có cát trong thời gian này, đòi hỏi quý bản mệnh phải thật tỉnh táo trong suy nghĩ và cách hành xử, chớ quyết định chuyện tình cảm theo cảm xúc nhất thời kẻo phải tổn thương trong tương lai. Dưới tác dụng của tam hợp và nguyệt lệnh lâm mộc dục, cho nên quý bản mệnh với vẻ ngoài hấp dẫn và tính cách cởi mở, dễ dàng thu hút được ánh mắt của người khác giới. Đây là dấu hiệu khá tích cực với người độc thân, nhưng nếu quý bản mệnh đã lập gia đình, thì đây lại là khởi nguồn của nhiều rắc rối. Khi nhận được lời mời làm quen của nhiều người, những ai còn độc thân có thể xem xét giữ quan hệ bạn bè với đối phương trước. Không nên quá vội vàng tiến những bước xa hơn, hãy tiếp tục trò chuyện với đối phương trước, đến khi hai người hiểu rõ hơn về nhau rồi đưa ra quyết định cũng không muộn. Người đã lập gia đình cần giữ khoảng cách thích hợp với người khác để tránh những điều tiếng không hay. Những lời bàn tán và dù có phải là thật hay không cũng dễ gây ảnh hưởng đến danh dự và hạnh phúc gia đình của bạn. Tốt nhất làm việc gì, bạn cũng nên suy nghĩ cho người thân, tránh buông thả theo cảm xúc nhất thời. Vợ chồng cũng nên tôn trọng và thấu hiểu hơn cho nhau, đừng quá đề cao cái tôi cá nhân của mình. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, hai người hãy bình tĩnh, trao đổi, thảo luận mọi chuyện mới có thể giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng. Tóm lại, chuyện tình cảm của người tuổi Canh Tý 1960 trong thời gian này có hung có cát, đòi hỏi phải tỉnh táo và suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra quyết định. Người độc thân dễ thu hút người khác giới nhưng không nên vội vàng tiến xa. Người đã lập gia đình cần giữ khoảng cách với người khác để tránh điều tiếng ảnh hưởng đến danh dự và hạnh phúc gia đình. Vợ chồng nên tôn trọng, thấu hiểu nhau, bình tĩnh trao đổi, thảo luận mọi chuyện để giải quyết vấn đề ổn thỏa. Về phương diện sức khỏe, nhìn chung, tình hình sức khỏe của người tuổi Canh Tý 1960 khá ổn định. Bạn không mắc phải những căn bệnh quá nặng, có chăng cũng chỉ là những bệnh vặt vãnh do thay đổi thời tiết, lại thêm việc khoảng thời gian này quý bản mệnh đã chú ý đến giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao hơn, nên cơ thể có dấu hiệu khỏe lên trông thấy, thậm chí người bệnh nặng cũng có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, người trẻ tuổi nên hạn chế tụ tập liên hoan với bạn bè, đồng nghiệp hoặc thường xuyên gọi đồ ăn ngoài. Nếu có thời gian rảnh, quý bản mệnh nên ở nhà với gia đình nhiều hơn, sinh hoạt điều độ và nấu những món ăn có lợi cho sức khỏe. Tóm lại, nhìn chung sức khỏe của người tuổi Canh Tý 1960 khá ổn định, không mắc bệnh nặng, chỉ có một số bệnh vặt do thay đổi thời tiết, nhờ chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, sức khỏe của họ có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, người trẻ tuổi nên hạn chế tụ tập liên hoan và gọi đồ ăn bên ngoài, thay vào đó, họ nên dành thời gian ở nhà với gia đình, sinh hoạt điều độ và nấu những món ăn có lợi cho sức khỏe.
Quý cô bác anh chị đang xem nội dung Hồng Phúc Trời Cho từ sau Thanh Minh 2024, người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 gặp thời, buôn bán lãi cực đậm, giàu sang phú quý bám thân, khổ mấy cũng đổi đời giàu có. Quý vị thân mến, trong một tháng thì những ngày tốt và ngày xấu luôn song hành với nhau. Việc biết trước các ngày tốt và xấu có thể giúp quý vị chuẩn bị tinh thần và lập kế hoạch hiệu quả hơn cho các hoạt động quan trọng, các ngày tốt thích hợp cho công việc lớn và quan trọng. Trong khi các ngày xấu nên hạn chế quyết định và chú trọng đến sức khỏe và tinh thần, việc nắm vững lịch ngày tốt và xấu cũng giúp quý vị tối ưu hóa cơ hội và giảm thiểu rủi ro trong mọi tình huống. Vậy để biết được ngày tốt thì xin mời quý vị xem tiếp dưới đây nhé! Những ngày tốt trong tháng 3 âm lịch 2024. Thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Nhằm ngày, ngày Ất Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi tạo trăm việc đều tốt. Tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, chổ cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, may cắt áo mẫu, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh. Việc xấu trong ngày, rất kỵ đi thuyền. Con mới sanh đặt tên nó là Đầu, Giải, Chạy hoặc lấy tên sao của năm hay tháng hiện tại mà đặt tên cho nó dễ nuôi. Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Ngày Tân Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt, tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, chổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt thiện quả tới mau hơn. Việc xấu trong ngày, sao Bích toàn kiết, không có việc chi phải kiêng cữ. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày, đi thuyền. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày, đi thuyền. Thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 14 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Ngày Bính Thìn tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất, cưới gã, chổ cửa dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Việc xấu trong ngày, đi thuyền, ngày Nguyệt Kỵ không nên đi xa. Thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 21 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Ngày Quý Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác trăm việc tốt, tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, chổ cửa dựng cửa, cưới gã, chôn cất, làm ruộng, nuôi tằm, đặt táng kê gác, chặt cỏ phá đất, cắt áo, làm thủy lợi. Việc xấu trong ngày, sửa hoặc làm thuyền chèo, đẩy thuyền mới xuống nước. Những ngày xấu trong tháng cần tránh. Thứ sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày mùng 4 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày xấu. Ngày Bính Ngọ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn.
giờ tốt trong ngày: Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ. Việc tốt trong ngày: đi thuyền, cắt may áo, mũ. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại, nhất là xây cất nhà, dựng trại, cưới gã, trổ cửa, làm thủy lợi, nuôi tầm, gieo cấy, khai khẩn, khai trương, xuất hành đường bộ. Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 6 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày xấu: ngày Mậu Thân tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày: ngày có sao hư. Hư có nghĩa là hư hoại, không có việc chi hợp với sao hư. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác trăm việc đều không may, thứ nhất là xây cất nhà cửa, cưới gã, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kênh rạch. Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 15 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày xấu: ngày Đinh Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày: không có sự việc chi hợp với sao Chỉ. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng không tốt, kỵ nhất là chôn cất và các vụ thuộc về chết chôn như sữa đắp mồ mả, làm sanh phần, làm mồ mã để sẵn, đóng thọ đường, đóng hòm để sẵn. Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 19 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày xấu: ngày Tân Dậu tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Dần 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày: không có việc chi hợp với sao Liễu. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại, hung hại nhất là chôn cất, xây đắp, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, đào ao lũy, làm thủy lợi. Quý vị thân mến, muốn học đạo đối nhân xử thế, bốn loại tâm lý sau cần phải tránh. Khi đối nhân xử thế nếu luôn mang tâm ngạo mạn, dối trá, đố kỵ, hoài nghi thì tự mình sẽ làm cho người khác xa lánh. Thời cổ đại, các bậc thánh hiền hay những người giác ngộ, dù có trí tuệ thâm sâu đến mấy, vẫn có thể tiếp nhận được hết thảy ý kiến phê bình, lại có thể bao dung người khác, đối nhân xử thế rất khiêm tốn đúng mực. 1. Người có tâm ngạo mạn sẽ đặt mình lên trên, tự thấy mình ưu việt hơn để mà cợt nhả người khác với những ai địa vị thấp hơn mình hay những ai cần mình, thì người đó sẽ không chỉ trước mặt không tôn trọng mà còn thầm cười nhạo sau lưng. Nhìn vào những người có hành vi ngạo mạn, bạn sẽ thấy họ thật đáng cười chê. Chỉ vì chút khả năng mà vênh váo mãi không thôi, bản thân người như thế nếu có thể tự kiểm điểm thì cũng sẽ xấu hổ đến mức toát mồ hôi đầm đìa. 2. Người mang tâm dối trá thì nặng nề nhất là người mà ngôn từ 10 phần uyển chuyển dễ nghe, nhưng trong lòng lại hoàn toàn trái ngược, bề ngoài đối với người khác tốt đẹp, nhưng lại âm thầm đâm chọc sau lưng. Người như thế có thể trong lúc ngắn ngủi ban đầu được người khác ngưỡng mộ, nhưng qua lại đôi lần sẽ lộ rõ bản tính. Nhìn loại người dối trá này, bạn sẽ thấy cần phải tránh xa. Không muốn cùng họ ở chung, bản thân chúng ta khi nói việc dối lòng cũng sẽ mất tự nhiên, cảm thấy xấu hổ trong tâm. Vậy mà những người mang tâm dối trá lại nói nhiều quen miệng, chẳng hề thấy đỏ mặt. 3. Người có tâm đố kỵ thường nghĩ rằng mình có khả năng hơn người, vậy nên khi nghe người khác được khen thì lấy làm tức giận ghê lắm, cho rằng lời khen ấy là sai. Khi người khác có điều gì vui thì lại cảm thấy bực bội, tìm đủ lý do để chê bai ngờ vực, lấy đủ cái cớ để hạ thấp người ta. Loại người này sẽ lấy chỗ yếu của người khác làm niềm vui nhỏ nhen của mình, sử dụng ưu điểm của mình để đánh giá nhược điểm của người khác. Đối với người có tâm đố kỵ thì phần lớn cuộc đời họ sẽ chẳng tìm đâu ra được một phút bình yên, vì luôn cảm thấy bất bình trước thành công của người khác. Cuộc sống đối với họ quả là hết sức mệt mỏi. 4. Người mang tâm nghi ngờ, nghe người ta nói điều gì đó, có thể chỉ là thuận miệng nói một chút thôi, kẻ ấy lại cứ mãi nghĩ rằng, người này rốt cục cười nhạo ta hả, kẻ ấy lại chế giễu ta việc gì đây. Người như thế thường là từ đó bắt đầu kết oán với người khác. Người có tài đức và kiến thức, nghe người khác giễu cợt mình thì thường hoàn toàn chẳng để tâm, như thế không phải là giảm bớt rất nhiều điều phiền não sao? Ngạo mạn, dối trá, đố kỵ, hoài nghi đều là những chủng tâm rất xấu. Muốn học đạo đối nhân xử thế thì không chỉ cần học cái hay của người, mà còn phải loại bỏ đi những cái dở của mình. Chính vì thế, bốn chủng tâm trên nhất thiết cần phải bỏ. Quý cô bác anh chị thân mến,
Những thông tin trong video này chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Canh Tý sinh năm 1960 nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị.